Hai chào bạn, hôm nay bánh Mavic Cop Mix một cây cam vàng hàng về nha bạn nha, hàng về. Hôm nay là ngày 23 tháng 4, niền nhôm niền cao 4 phân, chân cam có đấu lực, niền nhôm niền Mavic Cop Mix một cây cam vàng, bánh trước bánh sau 24 cây cam, bánh này bánh thắng đĩa nha bạn nha. Bánh thắng đĩa Mavic Cop Mix một cây cam vàng. Bánh thắng đĩa em chỉ lấy đúng một màu là màu đen chữ trắng. Bánh thắng gom em có rất nhiều nha các bạn nha. Bánh thắng gom hiện tại em có là màu đen trắng nè, đen đỏ nè, đen vàng nè, đen thui, rồi màu bạc. Tất cả các màu em đều bán một giá 3.350.000. Thắng đĩa thắng gom về bán một giá 3.350.000 hết nha các bạn nha. Mavic thắng đĩa bánh trước bánh sau 24 cây cam. Đầm bọc carbon. Nền nhôm nền Mavic, Mavic Cop Mix Elite một cây cam vàng, đùm bọc carbon nền cao 4 phân cối nổi lớn, giá 3.350.000 bao ship. Bao ship, có nhiều bạn hỏi giá này có bao ship không, mà rõ ràng em đọc là bao ship. Giá này bao ship, bao vận chuyển, bao đem tới nhà cho các anh chị luôn. Giờ em cũng biết diễn tả làm sao để cho các anh chị không cần thắc mắc nữa. Bánh Mavic Cop Mix một cây cam vàng, bánh này bao ship, bao vận chuyển, bao hết tất cả luôn. Giá là 3.350.000. Bánh trước bánh sau 24 cây cam, nền nhôm chân cam đấu lực. Thanh lấy em cái cân cân đo giùm cái thân. Cối thả, cối thả từ 7 cho tới 12 là xài được. Clip thả 7, clip thả 8, clip thả 9, clip thả 10, clip thả 11, clip thả 12. Các bạn chỉ cần mua clip thả 12, 10, 10, 11, 7, 8, 9 vậy á. Các bạn mua clip về các bạn gắn vô các bạn xài thôi, không cần phải chế cháo gì hết. Rồi Thanh gắn vô đó. Bây giờ em sẽ cân trọng lượng của cặp bánh cho các bạn nha. Mavic Cop Mix một cây cam vàng, giá là 3.350.000. Bánh thắng đĩa, bánh thắng đĩa em bán 3.350.000. Thắng gom cũng bán 3.350.000. Rồi màu nào cũng bán 3.350.000 hết nha các bạn nha. Đem cân trọng lượng của bánh này. Không thấy gì hả? 2kg 135, 2kg 135 nha các bạn nha. 2kg 135. Thì theo bánh thì có như vậy. 2 cây ti, 2 cây căm, 1 miếng canh. 2 cây ti, 2 cây căm, 1 miếng canh, giá 3.350.000. Bao ship. Giá này em sẽ cố gắng giữ vững trong vòng 10 năm nữa vẫn bán một giá này, cố gắng, cố gắng hết sức bình sinh. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2024, 23 tháng 4 năm 2024, Mavic Cop Mix một cây cam vàng, bánh trước bánh sau 24 cam. Bánh này bánh thắng đĩa, thắng đĩa là nó sẽ có chừa vị trí 6 ốc cho các bạn nè, 6 đầu ốc để chúng ta gắn vô. Và bánh này em bảo hành 2 năm, căm đùm niền là 2 năm, bạc đạn không bảo hành. Chân căm là chân căm đầu thẳng, căm lá hẹ bản lớn. Giá 3.350.000. 3.350.000 bao ship. Bao ship cho các bạn nha. Để ship hàng thì các bạn phải cọc 350.000. Giá này có bao ship không? Dạ giá này bao ship. Bánh này giá nhiêu? Dạ bánh này giá 3.350.000. Bánh này niền mấy phân? Dạ bánh này niền cao 4 phân. Bánh trước bánh sau mấy cây cam? Dạ bánh trước bánh sau là 24 cây cam, mỗi bánh là 24 cam. Trọng lượng ký hồi nãy là đọc là 2kg 135, trọng lượng ký là 2kg 135. Bánh này có ti không? Dạ bánh này có 2 cây ti. Bánh này có cho cam sơ cua không? Dạ bánh này có cho 2 cây cam sơ cua. Bánh này có cho miếng canh không? Dạ bánh này có cho miếng canh. Bánh này sử dụng được clip 7 không? Dạ bánh này sử dụng được clip thả 7. Bánh này sử dụng được clip thả 8 không? Dạ bánh này sử dụng clip thả 8. Bánh này sử dụng clip thả 9 được không? Dạ sử dụng được luôn. Dạ bánh này sử dụng clip 11 được không? Dạ sử dụng được luôn. Bánh này sử dụng clip 12 được không? Dạ được luôn. Có nhiều bạn hỏi tại sao mày có đặt câu hỏi. Tí nữa thế nào cũng có người hỏi à. Địa chỉ mình ở đâu? Dạ địa chỉ 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ nhà ở đâu? 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Bán từ lúc mấy giờ tới mấy giờ? Dạ bán từ lúc 8 giờ tới 16 giờ.
Thời gian bán lúc nào cũng có chủ nhà hay sao? Dạ lúc nào cũng có chủ nhà tới mua. Còn nhiều khi tới trước ngại gì, trước khi tới điện cả. Số điện thoại mua hàng có không? Dạ có luôn, 0937009995. Bánh Mavic này là có cây cam vàng không? Dạ có cây cam vàng mới quay được anh. Đây cây cam vàng nè. À, đùm này bọc carbon á, đúng rồi, đùm bọc carbon mới quay được nè anh. Cối nè, cối thả đúng không anh? Dạ đúng rồi, cối thả. Cối Shimano đúng không? Dạ cối Shimano. Và sử dụng được clip Sensei F-Ram, clip ATA không? Dạ sử dụng được luôn nha anh nha. Rồi, niền nhôm là niền mấy lớp? Dạ niền nhôm niền cao 2 lớp. Có dây tim không? Dạ có dây tim luôn anh. Có dây tim, có cuốn sách hướng dẫn sử dụng không? Có cuốn sách hướng dẫn sử dụng luôn. Trong cuốn sách có số điện thoại và địa chỉ nơi sản xuất không? Dạ có số điện thoại và địa chỉ nơi sản xuất luôn. Xe có cái thật bánh có cái thùng không? Dạ có cái thùng luôn anh chị, có cái thùng luôn nha các anh chị nha. Địa chỉ đâu? 184/8 Nguyễn Nhân Lượng, phường 17, quận Gò Vấp nha các anh chị nha. Giá này bán nhiêu? Dạ giá bán 3.350.000. Có bao ship không? Dạ có bao ship. Rồi đó, đọc hết câu hỏi của mấy anh chị rồi đó. Đa phần là những người mua bánh là sẽ gọi hỏi như vậy, thì em sẽ trả lời luôn những câu hỏi đó cho các anh chị, để các anh chị coi thấy ok mua luôn. Bánh này có bảo hành không? Dạ có bảo hành anh, bảo hành 2 năm. Cam đùm niền 2 năm, bạc đạn không bảo hành. Cây cam màu vàng nó có màu vàng hay màu đen? Dạ cây cam màu vàng là nó màu vàng nha các anh chị nha. Có cái chữ màu đỏ, chữ màu đen nữa. Chân cam màu trắng hay màu đen? Dạ chân cam màu trắng nè. Đó. Tôi đang coi bánh Mavic thắng đĩa, vậy có Mavic thắng gom không? Dạ có bánh Mavic thắng gom à. Bánh Mavic thắng gom giá nhiêu? Dạ cũng 3.350.000. Có nổ lớn không? Dạ nổ bao lớn à. Hiện tại bánh Mavic bên em có nổ, em chưa tìm được cặp nào nổ lớn hơn cặp Mavic bên em. Em quay tiếng nổ cho tôi coi. Dạ em đang quay nè anh ơi. Trong bánh có ti bật không? Thật sự là mình sẽ quay đi quay lại những câu hỏi này. Thật sự câu bánh nào em cũng quay cái bịch này hết á, quay đến nhất chục lần luôn á. Nhưng mà cũng sẽ bị hỏi là bánh này có ti bật không? Dạ có hai cây ti bật nè anh, hai cây ti theo bánh. Và có cây cam không? Dạ có hai cây cam luôn, có một miếng canh luôn, có cuốn sách hướng dẫn sử dụng luôn, có cái bao ni lông, có bao ni lông, có bao ni lông cho anh chị luôn. Giá này bán nhiêu? Dạ 3.350.000. Có bao ship không? Dạ có bao ship ạ. Niền này niền nhôm đúng không? Dạ niền nhôm, niền cao 4 phân đúng không? Dạ đúng rồi, niền cao 4 phân anh. Niền cao 4 phân mới quay được chứ anh. À, niền cao 4 phân à. Này, niền Mavic cấm mít, niền cao 4 phân, niền nhôm. Bánh này của ai? Dạ theo như mọi người nói đây là của Romani à. Còn bánh này em nói là của em. Bánh này em bán của em anh. Bánh này nhà em bán nên của em. Và chế độ bảo hành như sau, khung căm đùm niền 2 năm bạc đạn không bảo hành nha anh chị nha. Bánh này của em, bánh này của nhà em bán. Chứ em có biết Romani nằm đâu đâu em biết. Rồi. Căm này căm lá hẹ, căm tròn. Dạ căm lá hẹ anh, căm lá hẹ, căm đầu thẳng hay căm đầu móc? Dạ căm đầu thẳng à. 3.350.000 đúng không? Dạ 3.350.000. Có bao ship không? Dạ có bao ship. Có nhiều người nhắn tin 4 ngày luôn. Ngày nào cũng hỏi cặp này giá nhiêu. Nên em trả lời luôn là mấy chục lần vậy? Bánh này 3.350.000. Có nhiều bạn thông cảm nha, coi thông cảm chứ thật sự mình đang video, mình đang rõ ràng lắm rồi, nhưng mà thế nào cũng bị hỏi. Và có nhiều người nhắn tin, tin nhắn trả lời còn đó nhưng mà vẫn nhắn tin hỏi giá nhiêu. Xong em trả lời giá 3.350.000. Ngày hôm sau nhắn bánh này giá nhiêu? Dạ 3.350.000. Ngày hôm sau nhắn nữa bánh này nhiêu? Dạ 3.350.000. Em nhắn mấy chục lần luôn mà không biết có chịu đọc không đó. Nên em làm video em đọc giùm các anh chị luôn à.